Singapore là một đất nước nhỏ bé, nhỏ tới mức bạn có thể lái xe xuyên đảo chỉ trong một giờ. Mặc dù diện tích rất nhỏ và thiếu tài nguyên thiên nhiên, 5,6 triệu người Singapore đang có mức thu nhập trung bình cao nhất thế giới, vượt xa các quốc gia như Đức, Pháp và Nhật Bản. Vậy làm thế nào mà hòn đảo nhỏ trở nên giàu có như vậy? Tại sao một đảo quốc nhỏ bé, không sở hữu tài nguyên như Singapore lại có thể trở nên thịnh vượng một cách nhanh chóng và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu? Bên cạnh đó, Singapore không xâm lược hay chiếm đóng nước nào, nhưng diện tích vẫn ngày một rộng lớn. GDP bình quân đầu người là một thước đo phổ biến để đo lường mức độ giàu có của một quốc gia và vùng lãnh thổ. Số liệu GDP bình quân đầu người năm 2023 được dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho thấy Luxembourg là nước giàu nhất thế giới với GDP bình quân đầu người là 128.820 USD, cao gấp gần 415 lần so với quốc gia nghèo nhất thế giới. Burundi 303 USD. Quốc gia nhỏ ở châu Âu này có dân số 634.000, nổi tiếng với ngành sản xuất thép, ngành dịch vụ tài chính lớn chiếm phần lớn sản lượng kinh tế. Hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất nằm ở châu Âu và Bắc Mỹ, cũng là hai lục địa giàu nhất thế giới. Nổi bật trong đó có hai đại diện đến từ châu Á là Qatar và Singapore. Singapore là quốc gia Đông Nam Á duy nhất lọt top 10 trong bảng xếp hạng này, vượt qua cả Mỹ và Úc. Singapore là quốc gia có diện tích nhỏ nhất Đông Nam Á, nhưng lại là một trong những quốc gia có mật độ hộ gia đình triệu phú cao nhất, với hơn 5% hộ gia đình có ít nhất 1 triệu đô la Mỹ tài sản tài chính ròng. Điều này một phần là do tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và môi trường kinh doanh thuận lợi của đất nước, đã thu hút nhiều cá nhân và gia đình giàu có đến đất nước này. Ngoài ra, sự ổn định chính trị, tỷ lệ tội phạm thấp và mức sống cao của Singapore cũng góp phần khiến Singapore trở thành nơi hấp dẫn để sinh sống và làm việc. Ở quốc đảo Sư Tử còn có nhiều điều thú vị mà có thể ít người biết. Dù không sở hữu tài nguyên mỏ dầu, khí đốt hay bất cứ loại khoáng sản đáng kể nào, nhưng Singapore vẫn có thể trở nên thịnh vượng một cách nhanh chóng và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Theo đó, dầu khí chính là ngành công nghiệp giúp Singapore giàu lên nhanh chóng. Đây là ngành đứng thứ hai trong số các mặt hàng xuất khẩu của Singapore theo dữ liệu của Đài Quan sát Kinh tế năm 2020. Bên cạnh đó, dù không có tài nguyên, nhưng quốc gia này lại biết tận dụng những ưu thế đến từ vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng. Singapore nằm trên tuyến đường thương mại quan trọng nối giữa châu Á và châu Âu, cùng với việc sở hữu cảng nước sâu phù hợp đã thúc đẩy việc giao thương phát triển, tạo nên một nền kinh tế mở, tiếp cận được với những nguồn lực từ phương Tây. Đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng khi xuất khẩu đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chính nhờ coi trọng xuất khẩu mà Singapore đã trở thành một trong 4 con hổ châu Á. Singapore cũng là một trong những quốc gia nổi tiếng với nhiều cái nhất. Nổi bật là có sở thú được đánh giá là tốt nhất thế giới, cảng biển tốt nhất thế giới và đứng đầu châu Á về mức độ thân thiện và môi trường. Có sân bay quốc tế Changi lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Bánh xe Paris Singapore List cao 165 mét và cao nhất thế giới. Có Ultra Rush, con đường mua sắm nổi tiếng nhất châu Á. Đây cũng là điểm đến được tổ chức Intelligence Unit của Economic đánh giá là một trong số những nơi an toàn nhất trên thế giới. Không những thế, quốc đảo này còn có chỉ số xếp hạng an toàn cá nhân thuộc hàng cao nhất thế giới. Từ những năm đầu khi trở thành một quốc gia độc lập, Singapore đã hướng đến việc trở thành một trong những địa điểm chủ chốt mà các dòng tiền trên thế giới đi qua. Và giờ đây, ngành quản lý tài sản của Singapore đang phát triển nhanh chóng, củng cố vị thế là Thụy Sĩ của châu Á. Theo số liệu của cơ quan tiền tệ Singapore, khối tài sản được quản lý bởi ngành quản lý tài sản nước này đã tăng gấp đôi chỉ trong 6 năm lên khoảng 4.000 tỷ đô la Mỹ, trong đó khoảng 80% là tài sản nước ngoài. Tập đoàn quản lý đầu tư BlackRock của Mỹ đang mở rộng hoạt động ở Singapore, cũng như quỹ lương hưu Ontario Plan của Canada. Kể cả các ngân hàng Thụy Sĩ cũng đang tìm đến Singapore. Đảo quốc Sư Tử hiện là nơi mà tập đoàn UBS Group có hoạt động lớn nhất ở châu Á. Vị trí trung tâm tài chính lớn nhất thế giới của Thụy Sĩ hiện vẫn an toàn. Nhưng Boston Consulting Group dự đoán lượng tài sản nước ngoài được quản lý tại Singapore sẽ tăng 9% trong 5 năm tới.
nhanh gấp 3 lần Thụy Sĩ. Singapore có nhiều điểm hấp dẫn của Thụy Sĩ như sự ổn định chính trị và nguồn lao động trình độ cao. Ngoài ra, nước này còn nổi bật với thuế thu nhập thấp, miễn thuế lợi tức đầu tư hay tài sản thừa kế và nhiều ưu đãi cho các công ty đa quốc gia. Vị trí nằm giữa khu vực Đông Nam Á của Singapore cũng khiến nước này trở nên hấp dẫn với các công ty quản lý đầu tư muốn tập trung vào khu vực này. Sự phát triển nhanh chóng của ngành quản lý tài sản tại Singapore là điều dễ hiểu. Năm 2020, chính phủ nước này đã thành lập một công ty chuyên cung cấp các ưu đãi về pháp lý và thuế cho các quỹ phòng hộ, các công ty đầu tư tư nhân và đầu tư mạo hiểm hoạt động ở Singapore. Động thái này tương tự các chương trình ở những trung tâm tài chính lớn như quần đảo Cam May và Luxembourg. Hơn 600 công ty đã được hưởng lợi từ chương trình mới này tính đến tháng 10 năm ngoái. Những rắc rối gần đây ở các trung tâm tài chính khác đã đem đến cho Singapore một lợi thế. Vị thế của Thụy Sĩ đã bị lung lay trong năm nay do sự sụp đổ của Credit Suisse Group và thương vụ thâu tóm ngân hàng này của UBS. Lượng tài sản do Credit Suisse quản lý đã sụt giảm hơn 100 tỷ franc Thụy Sĩ, tương đương với 111 tỷ đô la Mỹ khi các khách hàng giàu có của ngân hàng này chuyển tiền đi nơi khác, trong đó có Singapore. Còn tại Hồng Kông, Trung Quốc, giới lãnh đạo ngân hàng và các nhà đầu tư đang ngày càng lo ngại về tình hình ở đây. Hồng Kông đã mất vị trí nền kinh tế tự do nhất thế giới suốt 50 năm qua vào tay Singapore. Hoạt động kinh doanh suy yếu từ đại lục, nơi đang trải qua sự giảm tốc về kinh tế và một cuộc khủng hoảng bất động sản nghiêm trọng đang khiến nhiều công ty tài chính cắt giảm việc làm ở Hồng Kông. Tuy nhiên, cuộc đua trở thành trung tâm tài chính hàng đầu châu Á vẫn đang nghiêng về Hồng Kông. Với nhiều ngân hàng toàn cầu thì đây vẫn là nơi khó có thể thay thế. Nhưng Singapore vẫn đang hưởng lợi từ các công ty muốn đa dạng hóa ở khu vực này hoặc đang tìm kiếm một nền tảng để phát triển hoạt động kinh doanh ở châu Á ngoài Trung Quốc.